Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số quy định về việc sử dụng các tiện ích tại tầng 2 của tòa nhà thư viện, nơi bố trí không gian phòng đọc chính của thư viện nhé. Khi đến thư viện, bạn đọc cần tuân thủ các quy định sau. Đầu tiên, trước khi vào thư viện, các bạn cần gửi tư trang cá nhân tại tủ phía trước tiền sảnh. Các bạn nhớ chỉ được mang vào thư viện bút viết, sách vở, laptop và đồ uống thôi nhé. Cần xuất trình thẻ sinh viên để đăng ký vào thư viện tại quầy lưu hành theo tập bước sau. Bước 1, trên màn hình máy tính các bạn chọn đăng ký vào. Bước 2, quét thẻ sinh viên tại máy đọc mã vạch. Rất đơn giản phải không nào? Sau khi đã hoàn tất các việc đăng ký vào thư viện, bạn đọc có thể thoải mái tìm chỗ ngồi yên tĩnh để học. Trong thư viện có khu vực tra cứu và phòng đa thư viện, nơi có bố trí các máy tính có kết nối internet để các bạn có thể tiện sử dụng. Nếu bạn đọc có nhu cầu sử dụng, có thể liên hệ cán bộ thư viện tại quầy lưu hành để đăng ký nhé. Tại thư viện, tài liệu in được sắp xếp theo ngôn ngữ và chủ đề. Các bạn có thể xem sơ đồ bố trí thư viện tại cửa ra vào để biết vị trí các giá sách. Để tìm kiếm tài liệu in, các bạn có thể thực hiện theo hai cách. Cách đầu tiên, các bạn có thể đến trực tiếp tại giá sách và lấy tài liệu mình cần đọc. Hoặc cách 2, bạn đọc có thể tra cứu trên website của thư viện để kiểm tra trước tài liệu bạn muốn tìm ở thư viện có hay không. Nếu có thì bạn đọc có thể biết được tình trạng và vị trí xếp giá của tài liệu nhé. Phần hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu trên website của thư viện, các bạn có thể xem ở video thứ 3. Tài liệu sau khi lấy ra khỏi giá và đọc xong, bạn đọc có thể mang đến để ở bàn cạnh quầy lưu hành để cán bộ thư viện sắp xếp lại đúng vị trí nhé. Nếu bạn đọc muốn mượn hoặc trả tài liệu thì bạn đọc mang tài liệu đến quầy lưu hành để gặp cán bộ thư viện hướng dẫn các bạn. Vậy là mình đã giới thiệu xong một số quy định cũng như hướng dẫn các bạn cách sử dụng không gian tại tầng 2 của thư viện rồi đấy. Trong video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên cổng thông tin của thư viện. Các bạn nhớ theo dõi nhé!